Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay cần câu cá Khánh Dâu xin giới thiệu với các bác một mẫu cần tay mang thương hiệu của Benting, đó là cây thần tài. Đấy, thì như trước đây các bác đã biết thì em đã từng bán cây thần tài 6H rồi. Và cây thần tài đó em đưa về thị trường Việt Nam là nhằm mục đích cho anh em đánh tốc độ, đánh game đấy, và đánh thi đấu. Thì hôm nay em đưa thêm một sản phẩm nữa, đó là thần tài 10H, là để hai dòng cần chuyên cho anh em đánh thi đấu, đánh bốc, đánh tốc độ cao các bác nhé. Thì cây thần tài 10H này thì em chỉ có một size là 3m6 thôi, để phục vụ duy nhất là anh em câu độ, câu thi đấu cá to thôi nhá, đánh tốc độ cao thôi. Vâng, thì đây là cây thần tài 10H các bác nhá. Thì về ngoại hình thì gần như là không có một tí gì thay đổi cả, giống y hệt con 6H mà trước đây em đã bán các bác nhá. 6H thì em bán cho cả dân câu đập nữa, nên là nó s�ẽ có những size dài nữa, nhưng mà 10H này em nghĩ chỉ có anh em đánh thi đấu, đánh tốc độ, đánh game thì mới sử dụng thôi. Đây các bác nhá, thì các bác có thể nhìn thấy ngọn của nó này, ngọn của nó khá là to, ngọn này phải đến 2 ly, có thể là hơn 2 ly đấy, và đầu của nó vẫn là đầu xoay 360 độ. Nhưng mà cái đầu này khi anh em đánh tốc độ, đánh lượng cá lớn trong một thời gian ngắn thì tốt nhất là anh em nên bỏ cái đầu này đi và sử dụng bằng dây luôn đấy, bằng dây vải của nó luôn này, thì nó sẽ an toàn hơn. Dây vải phủ keo hai thành phần vào thì nó sẽ ok hơn. Còn thời gian đầu thì anh em đánh vẫn không việc gì cả nhá, nhưng mà đánh một thời gian thì anh em nên sử dụng cái dây này thì nó sẽ an toàn và yên tâm hơn khi sử dụng nhá. Đó, cái ngọn nó khá là to, và đây là 3m6 thì 10H mà, nên là cái lóng của nó thì khá là to các bác nhá, lóng khá là to đấy, lóng gốc khá là to. Nhưng mà có nghĩa là trong nó thiết kế theo kiểu là gốc to, xong bắt đầu trên phần trên bắt đầu nó sẽ thon dần vào, khom dần vào đấy, và bắt đầu ra cần các bác nhá. Đấy, thì bên trong các bác thấy này, những cái điểm nhấn này thì cũng không khác gì cái cần 6H mà trước đây em đã bán cả. Đấy, những cái màu như là màu đỏ mận này và nhũ đồng này, đấy, không khác gì cả. Đó các bác nhá. Đó, và một mẫu cần chính hãng của Benting vẫn được bảo hành 3 lóng đầu thay 2 lóng trong 3 lóng đầu miễn phí trong vòng 2 năm các bác nhá. Đấy, nên là có cái hỗ trợ bảo hành đấy, nên là các bác đánh bốc, đánh bạo lực, đánh thoải mái luôn, các bác không phải giận tay, các bác đánh thoải mái. Đấy, và các bác có thể nhìn thấy được những cái đường vân carbon của cây cần này rất là đều các bác nhá, cực kỳ đều luôn. Đấy, và khẳng định với các bác luôn là trong cái tầm phân khúc nên quanh giá tầm 2 triệu thì không có một cây, chưa có một cây nào có thể qua được cái cây 10H Benting thần tài này. Đấy, đối với em các nhá, đối với em là cái mẫu cần thần tài 10H mà giá loanh quanh tầm 2 triệu của hãng Benting mà có bảo hành luôn như này thì rất là ok luôn, đảm bảo các bác luôn nhá. Và đây là cái chuôi cần của nó, chuôi cần của nó thì cũng không phải là quá to, nếu mà các bác nhìn thực tế ở ngoài đây, các bác có thể nhìn lên tay em cầm này đấy, cũng không phải quá to các bác nhá. Đó, và cũng được làm sần và có hoa văn họa tiết rất là đẹp đúng không ạ. Đó, đây. Và đây là cái chuôi cần nữa nhá. Để em sẽ tháo đít cần ra. Đít cần con này thì đối trọng nó vừa phải, nó không quá nặng và cũng không quá nhẹ. Nhưng mà nếu mà em mà sử dụng cái này để thi đấu đánh tốc độ thì với em thì em chắc có lẽ em sẽ bỏ cái này, bỏ cái khóa dây an toàn này ra, tại vì đánh thi đấu thì chả bao giờ mình buộc dây an toàn vào đây cả, nên là sẽ bỏ ra. Để khi mà anh em nắm vào cái chuôi cần, anh em mình đưa cái đít cần sâu vào trong lòng bàn tay như này. Đấy. Đấy, sâu trong lòng bàn tay như này thì nó sẽ êm hơn, nó đỡ bị nằm đấy nhá các bác nhá, rất là tuyệt vời. Đây các bác này, thông số lóng này, thông số lóng và những cái rãnh chống kẹt lóng này đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, và cái lóng gốc của nó các bác nhìn chưa, to chưa, to cực kỳ luôn, nó to như cái lóng 2 của cái cần 3m6 bình thường ấy. Đấy, đó, và cái cần này cực kỳ khỏe luôn, đảm bảo với các bác luôn là cực kỳ khỏe. Đấy, và video này thì em giới thiệu cho các bác là một mẫu thêm, bổ sung thêm một mẫu thần tài 10H. Đấy, và vẫn có 6H các bác nhé, 6H em vẫn có hàng, nhưng mà 6H nó có từ size ngắn đến size dài, tùy vào các bác đánh đập hay là đánh săn hàng hay như nào đó. Còn cái cây 10H này của em thì là dành riêng cho tất cả các bác thi đấu đánh tốc độ cao rồi. Đấy, và có những một vài bác hỏi và chờ đó thì cũng em cũng lưu số rồi, thì có thể hôm nay hoặc mai em sẽ gọi liên hệ để gửi hàng cho các bác nhé. Còn các bác nào muốn thắc mắc gì thêm về cây cần này và thông số gì đó thì em sẽ để dưới phần mô tả cho các bác. Còn các bác muốn
tư vấn hay như nào đó thì liên hệ với em số hotline dưới góc màn hình nhé, hoặc là liên hệ đặt hàng nhanh nhất có thể. Đấy, hoặc các bác để lại số điện thoại em sẽ liên hệ tư vấn cho các bác. Vâng, ok, cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.